Từ từ đã, chị Tuyết đây, chờ em tí. Chị Tuyết, nói cho em nghe Hôm xem ngày hôm nay chị. nay chị Hôm nay buổi sáng có sớm thì chị làm cái bảy nghe bảy pháp chữa chẳng lành ấy. Sáng chữa lành này rồi buổi trưa cũng cũng làm. thời gian. Buổi tối thì buổi trưa về ăn cơm xong thì là bắt đầu cũng tầm buổi sáng thì là 15 đến 20 phút. Buổi trưa cũng cũng vậy. Rồi là Cuối này có sáng sớm thì chị dậy sớm hơn một chút thì mình soi gương rồi khen mình. Cảm ơn mình còn hiện hiện hữu ở đây thế. theo chị cái vườn cỏ nhà chị nó có nhiều không? Có rất là nhiều. Thế chị định rốt ráo nhổ hay là vừa nhổ vừa gieo? Chắc hiện tại chị là đang vừa nhổ vừa gieo. Thế giờ định thế nào? Định Tết này ấm cúng hay Tết này vẫn thế? Hiểu ý em Thì không? Ok. nhưng mà Vân Anh này, Lại chắc nghe cũng cái từ nhưng mà là đã thấy thấy chị Mai dọn dẹp đi. Sao? có thể là do chị nghĩ là gì nhỉ? Thế rồi. Mình kiểu bám chấp quá ấy. Nên là đôi khi những cái hình ảnh ấy nó cứ hiện về Lấy bám chấp đó cân bằng cảm xúc, lấy bám chấp đó dùng pháp, bao giờ làm cũng sẽ có lực cản, xử lý cái lực cản đấy đi là nó không còn cản nữa. Vấn đề bây giờ nha, vấn đề bây giờ không phải là người khác mà vấn đề bây giờ là chị có thích tiêu cực không? Em hỏi thật, từ trước đến nay có thích tiêu cực không? Thế tất xong nhiên là đấy là ý thức thôi, nghe này, nhìn cho nó rõ này. Chị không thích tiêu cực, sao xung quanh toàn người như thế? Nam châm nó chỉ hút cái gì mây tầng nào nó chỉ gặp tầng mây tầng đó thôi. Nghĩa trong mình nó phải có rất nhiều cái điều đó thì sao ạ? Thì chị mới gặp những cái người đó chứ. Bạn chị đặc biệt lắm, không giống bạn em. bạn Không phải chị đơn bây giờ giản mà chị không mà chị lại gặp những người như thế đâu. Kể cả trước khi lấy chồng mới được cảnh báo là cái câu chuyện của cái chị bạn ấy, đúng không? Sau khi lấy chồng cũng được cảnh báo tiếp chuyện của bạn chị á, đúng không? Sau đến lần thứ ba nó mới là trên chị, đúng không? Tất cả mọi chuyện ở đây mọi người nha đều được cảnh báo hết rồi. Hôm nay các anh chị nhìn thấy ai hạnh phúc nghĩa là các anh chị sắp nhận được hạnh phúc. Nhưng nếu các anh chị ghen tị với sự hạnh phúc của người ta thì tự mình đẩy đi. Còn nếu như hôm nay mình nhìn thấy ai đó mà bị tổn thương ấy, nghĩa là mình cũng sắp ăn quả đấy đấy. Mà không chữa lành luôn thì sao ạ? Ăn thật. Tất cả đều có dấu hiệu hết rồi. Chẳng qua mình cứ nghĩ nó không phải của mình ấy. Chuyện vui ở ngoài đường ấy. Nó không đơn giản thế đâu ạ. Bao giờ cái lần đầu tiên con nó có vấn đề như thế nào ấy, mà chúng ta không biết cách xử lý thì sao ạ? Chuyện của con càng ngày càng nặng. Chuyện của chồng càng ngày càng nặng. Chuyện của gia đình mình cũng càng ngày càng nặng. Kể cả công việc cũng thế luôn nhá. Nên bây giờ mình chỉ xử ở trong mình thôi. Cái điều quan trọng là mình biết cách để xử ở trong mình mà mình không làm ấy. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về cái này. Em nghĩ là mọi người sẽ cần chép lại. Đây. Ok. Đây mọi người ơi. Chịu trách nhiệm 100% về vấn đề. Hai câu này là em làm cho các bà vợ, đúng không ạ? Chưa dành. Ví dụ nha, chồng đi nhậu không về, thường xuyên đi nhậu gặp bạn bè không về thì chúng ta phải nói như thế nào? Đầu tiên là phải cân bằng cảm xúc đã. Sau đấy, có thể dùng cái câu này, nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong em mà khiến anh vô tư đi nhậu. Chẳng biết vợ con đang lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của anh. Nhớ này, các anh chị nhìn thấy này, vợ con lo lắng cho sức khỏe và an toàn của anh nhá, chứ không phải là anh đi nhậu vô tư cái gì khiến gì. Em dùng từ không biết đi.
Chứ mình lại gì, không biết chương trình hay ký ức hạt giống nào trong em mà lại khiến anh đi, khiến cho anh đi nhậu, không biết là gì, không biết đường về, thì em chịu trách nhiệm 100%, không có chuyện đấy đâu các anh chị. Nhớ hôm trước em nói là xoay tâm không, thì phải là gì, nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong em mà khiến anh vô tư đi nhậu, không biết vợ con đang lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của anh, thì em xin chịu 100% trách nhiệm thanh tẩy và dọn dẹp. Anh cũng buông bỏ và về nhà sớm với cậu con nhé. Xong rồi đọc các câu chữa lành. Ở đây em chỉ ghi hai câu thôi. Bình thường em hay có cái gì? Thank you, I love you, cảm ơn thương lắm. Em đọc nửa tây nửa ta. Các anh chị muốn đọc thế nào cũng được. Còn không thì các anh chị phải học lại nhé. Đó. Thế còn nếu như mà chồng mình và mình có khoảng cách thì phải thế nào? Hoặc ít hoặc có người gì, có người khác thì làm thế nào? Thì cái câu nó sẽ là có, nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong em mà khiến anh đau khổ phải tìm đến người khác yêu thương mà chẳng biết mình đang gieo hạt xấu, thì em chịu 100% trách nhiệm thanh tẩy và dọn dẹp. Anh cũng buông bỏ và về nhà yêu thương với vợ con nhé. Cảm ơn thương lắm. Ở đây tất tật của chúng ta là gì? Xử lý ở bên trong. Và em lưu ý các anh chị nhá, đặc biệt là video 1, 2, 3 ấy, những cái định nghĩa ấy. Quan trọng lắm luôn ấy. Không hiểu được cái định nghĩa về mình ấy. Không hiểu cái cấu tạo tâm thức của mình ấy. Nó có vô ích luôn à? Thế nếu là chị Hạnh thì sao? Nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong con mà khiến cho mẹ nghiện YouTube, Facebook mà không biết rằng con đang lo lắng cho sức khỏe và gì? Và sức khỏe và gì anh chị? Và tinh thần của mẹ, thì con xin chịu trách nhiệm 100% thanh tẩy và dọn dẹp. Mẹ cũng buông bỏ và giữ sức khỏe, thân thể và tinh thần mẹ nhé. Cảm ơn thương lắm. Nếu là con chúng ta có cái hành động mà gì, hay cãi lại rồi, hay phản ứng lại mẹ thì sao? Nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong mẹ mà khiến cho con vô tư, phản ứng, cãi lại, giận dỗi, mà không biết rằng mình đang gieo những hạt giống xấu, thì mẹ chịu trách nhiệm 100% thanh tẩy và dọn dẹp những cái ký ức hoặc chương trình này. Con cũng buông bỏ và kết nối yêu thương với mẹ nhé. Cảm ơn thương lắm. Anh chị còn muốn gì không? Mẹ chồng nhá, nếu có chương trình hay ký ức hạt giống nào trong trong con mà khiến cho mẹ cảm thấy khó xử, nổi giận mà không biết điều đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mẹ cũng như sự kết nối yêu thương trong gia đình, thì con xin chịu 100% trách nhiệm thanh tẩy và dọn dẹp những chương trình ký ức này. Mẹ cũng buông bỏ và chúng ta kết nối yêu thương mẹ nhé. Cảm ơn thương lắm. Ai muốn họ câu gì nữa không ạ? Anh chị còn bế tắc ở trong chuyện gì không? Mình vẫn đang ở trong mối quan hệ nhá. Chị với bạn bạn lớn nhà chị, tức là như hôm nay nhá, chị bảo là con ơi em tắm xong rồi con ra tắm đi, thế là nó kiểu lên giọng ấy, thế nó bảo là nó quát lên ấy, xong nó bảo là mẹ lúc nào cũng giục con, mẹ lúc nào cũng thích nói con. Lớp mấy chị Lớp 6. nhỉ? Ừ, chúc mừng chị. Lớp 6 là 11 tuổi. Đúng rồi. Nó nghe, nó giục, nó phàn nàn, nó yêu cầu 10 năm. Bây giờ nó phải trả lại y hệt thế. Gieo nhân nào thì gặt quả đó à? Có Nhưng phải là mà ngày xưa chị cũng thế không?
Chị thấy như này à, cái bạn ấy thì là bạn ấy đi học về thì bạn ấy đóng cửa thì chị cũng rất là tôn trọng cái sự riêng tư của nó, nhưng mà có điều là kiểu như là bố nó thì lắp máy tính các thứ cho con ấy, thì để nó xem tivi ở trong ấy, xem máy tính ở trong ấy, thì chị có cửa vào thì hỏi nó thì nó không thích, mà đến khi mình muốn vào kiểm tra thì cái phần mà chị không muốn vào kiểm tra cái kiểu đấy thì chị không làm. Thế là nhưng mà nó lại theo kiểu là cứ nghe thấy chị mà hỏi vào ấy thì nó bắt đầu nó kiểu lấy lý do rồi nó lấy làm cái này làm cái khác ấy, để che đậy đi. Mà hơn nữa với cái tầm tuổi nó như này thì là thực sự thì chị cũng không biết, là ý là mình cũng muốn gần con hơn ấy, nhưng Chị mà hạnh phúc đi rồi nó mới muốn gần chị bình an đi, nó mới muốn gần chị. Trong người chị có một cái cục năng lượng tiêu cực nó to đùng như thế, ai thích gần? Đấy là một sự thực, là tự mình đẩy người khác đi. Năng lượng của mình là cái thứ mà đẩy người khác đi, không nhìn thấy đâu. Chị hiểu ý em không? Cái chuyện rắc rối nhà chị Mai cũng có mà. có. Nhà ai chả có ở quanh đây. Chỉ là ít hay nhiều thôi, bình thường mà. Đừng để ý, đừng tìm những điểm xấu của nó, hãy tìm điểm tốt của nó, ghi nhận nó, rồi gì? Tự mình chữa lành mình đi. Mỗi ngày phải giảm bớt đi. Chị chụp luôn cái hình ảnh của nó đi, làm pháp cho cái hành động của nó trốn ở trong nhà đi. Thực ra là con nhà chị có cái sự tổn thương, cái này không thể tránh được. Bố mẹ nó như thế bao nhiêu năm, các anh chị cho dù các anh chị có cãi nhau mà đóng cửa lại ạ, thì cái sự xa cách của bố mẹ con cái nó cũng nhận được luôn. Bởi vì sao ạ? Giữa chị và con có cái sợi dây liên kết mẫu tử, trong chị có cái gì tiêu cực là nó cũng biết luôn à. Mình không nhìn thấy, con mình nó cũng không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa tâm thức của nó không biết và tâm thức của mình không biết. Chị Tuyết hiểu ý em không? Muốn giải quyết cái gì phải giải quyết từ mình, đừng quan tâm đến chuyện của nó nữa. Đây, phương pháp đây. Chị cần phải thay đổi bản thân gấp, chứ không để cái cục năng lượng ở ở trong tiêu cực ở trong mình được. Bây giờ giải tỏa được cảm xúc về chồng rồi thì lại gặp phải giải tỏa được cảm xúc về con nữa. Cái bạn thứ hai nhà chị cũng thế, không phải tự dưng mà bạn ấy lại cái gì, bạn ấy lại không không an yên để cho chị học như thế này đâu. Trời, lúc nãy em nhìn thấy em cũng dùng pháp à, em nhìn con nhà chị em cũng dùng pháp đấy. Chị hiểu ý em không? Cái chuyện này là nhiều ngày rồi, nhưng mà chị cũng không để ý à, đúng không? Ừ. Chị bây giờ phải tìm lại sự bình an trong bản thân thì sao? Hai cái đứa bạn kia, bạn ấy xứng đáng được bình an. Bạn ấy xứng đáng có một người mẹ vui vẻ và hạnh phúc. Chị cũng xứng đáng là cả một tương lai, còn mấy chục năm nữa cơ mà. Mà lại còn liên quan đến cái gì, cái món gia truyền đó. Không, hạnh phúc cũng gia truyền luôn, hạnh phúc cũng gia truyền chị ạ. À, nên là tại sao em vẫn mong muốn là như thế. Tự dùng pháp đi, cân bằng cảm xúc đi rồi học tiếp nha. Trong này có bạn Lưu Hải đúng không? Các anh chị ơi, có một số bạn nhắn tin hỏi cho em về pháp ý. Thực sự là em nhắn tin không thể bằng một video được. Các anh chị nhìn thấy hầu như những cái pháp nào quan trọng là gì? Một buổi một video đúng không? Một buổi một pháp đúng không? Chúng ta cần phải xem lại. Thứ hai là đừng thắc mắc. Cái này chẳng ai nhìn thấy gì cả đâu. Chỉ khi nào các anh chị thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, chính bản thân chúng ta được cởi bỏ những cái tiêu cực,
được cởi bỏ những cái thứ mà buộc dây chúng ta lại ấy. Các anh chị không nhìn thấy mình bị buộc dây đâu, không nhìn thấy những cái vết cào ở trong bản thân mình đâu, cũng không nhìn thấy những cái vết xước ở trong con mình đâu. Anh chị tưởng là nói vài câu đấy, nói một vài câu tổn thương rồi đánh nó vài cái nó tự lành à? Những cái vết thương đấy nó nhỏ lắm nhưng mà nó đau đến tận cuối đời luôn. Anh chị cứ đánh mắng con đi, mai kia cháu các anh chị cũng y hệt như con mình bây giờ à? Xong lúc đấy mình mới quát gì? Sao mày lại đánh nó? Sao mày suốt ngày quát con mày thế? Nên nó quay lại nó bảo ngày xưa mẹ cũng thế đấy. Cái nghề gia truyền mà. Nhà mình còn gia truyền mấy chục đời chứ đâu phải gia truyền một dân tộc. Tại vì chúng ta không xử lý được, phụ nữ ở Việt Nam quá thương luôn, vì không xử lý được cảm xúc, không xử lý được những cái thứ khác, chúng ta không làm chủ được bản thân. Ai muốn khóc đâu? Sự thực, không ai muốn đau khổ cả, kể cả nhá, bố mẹ chúng ta này, những người xung quanh chúng ta không ai muốn làm tổn thương mình đâu. Chẳng qua là nó cứ phải làm thôi, không hiểu. Bởi vì sao ạ? Tất cả những cái thứ là chương trình ký ức hạt giống này này, nó nằm sâu ở trong tiềm thức rồi. Cứ đến ngày đến giờ, thiên đời, thiên thời, địa lợi, nhân hòa là nó nở. Chị Hạnh đâu có ngờ rằng cái lúc mà còn bé xíu ấy, 2-3 tuổi đúng không? Dỗi dẫy đành đạch như thế mà lại nở quả đến tận bây giờ. Không ngờ đúng không chị? Chẳng ai ngờ được. Không biết luôn, không biết. Thế xong lúc đấy mình chuyển sang oán trách hờn đúng không? Làm mối quan hệ càng ngày càng nặng, hạt càng ngày càng nở. Đau lòng lắm. Nên là tại sao em lại muốn là mọi người chữa cái thương của mình đi, chữa những cái vết thương đó đi. Đặc biệt trong hôn nhân luôn các anh chị. Bởi vì sao có nhớ không? Bông hoa số 2 là gì? Làm nhiều sẽ thành thói quen. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều sẽ thành thói quen. Vậy thì cứ bố mẹ cãi nhau đi, con cái nó cũng biết cãi đấy. Rồi gì? Chúng ta cãi nhau một vài lần, tranh luận nhau một vài lần cũng thành thói quen phản ứng luôn. Xong mai kia lại bảo gì? Cả đời khắc khẩu. Lúc yêu có khắc khẩu đâu. Lúc yêu mà khắc khẩu thì cưới làm gì? Nếu mà gia đình nào cũng không hạnh phúc, người ta phải cấm hôn nhân chứ. Nếu là mẹ khổ, nếu là mẹ khó khăn và vất vả thế thì người ta phải cấm không sinh con chứ. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại giai đoạn đầu ngọt thế, giai đoạn sau nó lại vấp váp như thế? Có lý do cả. Vì sao ạ? Nhân tốt, nở ra quả tốt, ăn hết rồi. Lúc đó lại gì? Vì cái tôi cao, vì sự kiêu ngạo cao, vì cái mong muốn này này. Trời ơi, cái mong muốn ở trong hôn nhân nhá. Mình là số 1, mình phải được ưu tiên đầu tiên đó. Đây, phải được yêu thương như mong muốn này. Mình có cho người khác được như mong muốn không? Nhưng mà lúc nào mình cũng yêu cầu cái điều đó luôn à. Đây, trời ơi, chúng ta không phải chỉ muốn yêu thương đâu, chúng ta muốn được chiều chuộng, được phục vụ, được cung phụng cơ. Chúng ta muốn mình là số 1 tốt nhất, nhanh nhất và đúng nhất. Và các anh chị có biết những cái điều này nó đến từ đâu không? Nó đến từ bố mẹ chúng ta đã làm điều đó với chúng ta ấy. Bố mẹ chúng ta đúng là chiều chuộng, phục vụ và cung phụng chúng ta thật. Coi chúng ta là số 1, có hai cái đùi gà chia hai con, bố mẹ ăn hai cái cánh. Còn tốt nhất, nhanh nhất và đúng nhất. Tốt nhất là gì? Cái gì mẹ cũng làm cho. Tốt nhất mẹ mua cho con, chứ không phải mua cho bố mẹ chúng ta. Gì nữa, nhanh nhất. Con mà bị đứt một cái móng tay thì sao ạ? Rồi ôi, đủ các thể loại trên đời, ốm một tí là đủ các loại trên đời, nhưng bố mẹ chúng ta ốm thì có phải nhanh nhất không? Hay để từ từ đã. Rồi đúng nhất. Lúc còn bé nó đòi cái gì cũng được. Thì sao? Nó quen được thế rồi, quen là số 1 trong nhà rồi, thì khi lấy chồng ra đời cũng quen mình là số 1. Làm sao có cái chuyện đó các anh chị? Làm sao mà số 1 chỉ ở trong gia đình thôi, ra ngoài đời làm sao số 1 được? Đặc biệt đi lấy chồng, làm dâu làm sao số 1 được? Vì có làm được gì, đã cho nhà người ta cái điều gì đâu.
Đã gieo cái gì tốt cho gia đình nhà người khác đâu mà đòi là đúng nhất, mình là số 1. Ăn hết quả tốt rồi, đến quả xấu nó khó khăn lắm. Và bây giờ còn không chịu xử lý những cái quả xấu đi. Vẫn muốn là được phục vụ cung phụng và tốt nhất. Bỏ cái kiêu ngạo đi, thật sự. Các anh chị, không phải mỗi các anh chị có kiêu ngạo đâu, em cũng có kiêu ngạo. Kiêu ngạo to đùng luôn á. Được không ạ? Chúng ta muốn cái gì cũng là ở mức cao nhất. Trời ơi, lúc yêu thì được các anh chị. Nhưng về nhà cơm áo gạo tiền bao nhiêu thứ nữa, làm sao ở mức cao nhất được? Đó là những cái thứ đấy á. Và các anh chị cũng nhìn cái điều này luôn để quan sát lại cái cách mà gì? Dạy dỗ con ấy. Các anh chị muốn về già thế nào? Con chúng ta có quan tâm đến chúng ta không? Hay con chúng ta chỉ muốn quan tâm đến cháu chúng ta thôi? Các anh chị ốm thì chờ đấy. Ui rồi bé nhà con còn đang ốm thôi, mẹ chờ mai con sang thăm mẹ. Sự thật luôn đấy ạ. Cái nước mắt chảy xuôi chỉ có khổ thôi. Sự thực là như thế. Các anh chị làm bất kỳ cái gì cho người lớn, cho gia đình, các anh chị phải để con chúng ta làm cùng. Để nó có thói quen ấy, có hạt tốt cùng á. Rồi gì? Mình nhận sự giúp đỡ. Con mình nhận sự giúp đỡ của mình thì phải cho con mình, tạo điều kiện cho con mình, giúp đỡ lại mình, giúp đỡ người khác. Đừng hỏi hôm nay nó có được 9, 10 không. Hãy hỏi hôm nay nó giúp đỡ được ai không. Nó làm được việc gì tốt không. Làm cho ai vui không. Vì sự thực không có nhân thì gì? Cho dù có học giỏi đến thế nào thì cũng không thể thành công, không thể hạnh phúc được. Nên chị thử nghĩ lại thêm. Học cũng quan trọng, nhưng quan trọng là phải có nhân tốt. Lại con mình giống mình y hệt. Từ lúc mà mình cứ cái gì mình cũng chiều nó, cho nó cái tốt nhất, nhanh nhất, đúng nhất, chiều chuộng cung phục vụ cung phụng này. Xem con chúng ta tiêu bao nhiêu hạt giống tốt rồi. Trong khi đấy lại quay lại cuộc đời giống chúng ta là gì? Coi đó là hiển nhiên. Mình xứng đáng những điều tốt nhất mà. Mình xứng đáng là mình phải số một mà, vì nó thành thói quen rồi. Như thế là hại con mình đấy. Vậy bây giờ thì làm thế nào? Bao nhiêu năm làm thế rồi, bây giờ làm thế nào? Làm lại thôi. Đầu tiên là gì? Chữa lành bản thân đã. Chữa lành cái mà mong muốn là tốt nhất, nhanh nhất, đúng nhất này này đi. Phải hiểu rằng mọi thứ nó đến từ từ cái việc mình đã đối nhân xử thế với người khác, từ những gì. Đây này, tất cả những cái này là niềm tin, cái gì? Niềm tin cốt lõi của các anh chị luôn. Vì bố mẹ chúng ta đã gieo giúp chúng ta có một cái niềm tin cốt lõi như thế này này. Em hỏi các anh chị, phụ nữ muốn làm mình là số 1, thế thì đàn ông người ta là con trai, người ta có muốn mình là số 1 không? Người ta ở nhà người ta còn số 1 hơn mình. Có chứ. Đúng không? Mà họ lại là số 1 hơn mình đối với Việt Nam, đúng không chị Hạnh? Đúng rồi. Việt Thế. Nam là cưng chiều đàn ông. Vâng. Chứ Rồi gì? châu Âu thì đàn ông gần xếp sau con chó. Đúng rồi, mà em nói thật với các anh chị rằng ở Việt Nam không có những cái cử chỉ yêu thương đâu. Lời nói nhẹ nhàng, ôm thơm hôn chúc một ngày tốt lành, thiếu lắm luôn. Vun đắp cho tình cảm người khác, kết nối hòa giải chúng ta gì? Chia rẽ. Đúng không? Lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận những hành động tốt, bao dung, tha thứ thì chúng ta làm sao? Lắng nghe à? Không. Phản ứng, chia sẻ à? Không chia sẻ, đòi quyền lợi. Ghi nhận hành động tốt à? Không, coi là điều hiển nhiên. Bao dung à? Không bao dung. Nói không bao dung thì là cái gì? Mình từng hành động sai của chồng mình đều nhớ. Từ cái cách là ui rồi ông nhà tôi á, chẳng bao giờ phụ giúp chồng, chẳng bao giờ nấu cơm giúp vợ, nhưng mà lại bế con thì lại không ghi nhận, chỉ nhớ là không không giúp vợ thôi. Tha thứ à? Ai chả có lỗi, không tha thứ đâu. Việt Nam, phụ nữ Việt Nam có thể bỏ qua nhá, nhưng không có chuyện tha thứ đâu các anh chị. Khó lắm luôn. Vì sao ạ? Vì quen cái việc ôm nỗi đau rồi, phải xử lý đi. Đó. Cái giảm cái tôi này này. Các anh chị. Quan trọng lắm luôn. Vì sao ạ? Ai cũng có cái tôi ạ. Thì sao? Thì họ phải tìm đến cái nơi nào mà ít cái tôi nhất thì
có ai thích nghe phàn nàn đâu. Nó là một cái sự thực đấy. Nhưng phụ nữ Việt Nam thì phàn nàn nhiều, nói xấu nhiều, chia rẽ nhiều, thọc gậy bánh xe nhiều. Chúc phúc cho người khác thì không có đâu, ghen tị nhiều. Gì nữa? Nhiều lắm luôn. Không bao giờ bằng lòng với ông chồng luôn. Mình còn không hoàn hảo, sao người khác hoàn hảo được, đúng không ạ? Mà tất cả cái gì? Cái bút nó đến từ đâu? Anh chị. Từ chúng ta. Ừ. Thế bây giờ mọi người muốn nhìn đây là cái bút hay cục xương? Cũng giống như nhìn ông chồng là ông chồng tốt hay là ông chồng cục xương. Không muốn nhìn thấy cục xương nữa thì chữa lành bản thân. Đầu tiên, việc đầu tiên là tại sao phải chữa lành bản thân? Vì khi các anh chị đầy những cái thứ ở trong người đấy thì đến bao giờ mới gieo nhân tốt được, nó còn phải nở đấy chứ. Đầy rác, Đầy chị rác. thấy người chị đầy rác không à? Bây giờ Ừ. nó mới nhẹ được có tí à? Thế thì phải rốt ráo hơn chị. Dành thời gian nhiều hơn. Ôi rồi nó mà đỡ nhanh thì tốt lắm. Quan trọng là chúng ta có nhìn thấy chúng ta xấu không. Trời ơi, đâu nhỉ. Bây giờ mới thấy là xấu quá trời luôn, xấu khủng khiếp Đây. luôn. Muốn yêu thương chăm sóc quan tâm nhưng chúng ta thì lạnh nhạt vô tâm vô trách nhiệm. Muốn được tôn trọng nhưng chúng ta coi thường chồng. Chúng ta là số 1 thì chẳng coi thường chồng. Rồi gì? Chúng ta muốn thấu hiểu nhưng chúng ta bất cần kệ mặc xác thế nào cũng được. Đúng không? Chúng ta bảo là chúng ta thích được bao dung nhưng chúng ta thì ích kỷ, kiểm soát, ghen tuông. Chúng ta muốn chia sẻ lắng nghe nhưng chúng ta thì sở hữu bảo thủ, nóng giận, tính toán, độc đoán, cáu gắt, thiếu kiên nhẫn cũng có luôn. Chỉ là ít hay nhiều thôi. Chúng ta đều xấu như nhau ạ. À. Em cũng thế. Đúng không ạ? Xấu lắm luôn. chị thấy Vấn đề chị đấy càng nói chị thấy càng xấu cái gì mình có. các anh chị ngồi đây mà đã kê được cái này thì mọi người đều có như nhau, chỉ mức độ Xấu ít hay nhiều thôi. xấu khủng hơn. Ừ. Chúng ta không nhận ra chúng ta xấu đâu anh chị, bởi vì sao ạ? À? Chúng ta toàn du, chúng ta tốt. Nhưng mà có một sự thực này, nồi nào thì vung đấy. Lúc yêu như thế, lúc cưới như thế thì đến bây giờ cũng là như thế luôn. Nó vừa khít nhau luôn. Họ xấu mình cũng xấu, họ tốt mình cũng tốt. Đấy là một cái sự thật đấy. Tại vì mọi người đến gì? Từ bông hoa số 3 là gì? Chúng ta tạo ra con người và thế giới xung quanh chúng ta. Chúng ta tạo ra hành vi của họ ấy. Còn tạo ra họ là mẹ họ. Nhưng mà hành vi của họ đối với mình ấy là từ mình mà ra. Nói thực nhá, nếu mà được quay phim về các bà vợ ấy, trời ơi, thấy biến đổi chóng mặt luôn, từ lúc yêu cho đến bắt đầu cưới, xong bắt đầu đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai ấy. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần con cái được không ạ? Anh chị muốn gì ở con cái? À bây giờ các anh chị kể vấn đề về con gái, con cái đi đã. Nhớ này, con cái thì phải học gì? Con cái đến từ đâu? Gì nhỉ? Chữ này. Vân Anh này, chị hỏi một chút đã. Rồi. Có nghĩa là cái phần ban nãy ấy thì tức là những cái nghịch cảnh mà đến ấy thì mình cân bằng cảm xúc trước này, sau đấy thì là Trời ơi, học 7 phát chưa? học Đây. rồi có thì chị đang muốn hỏi là cái phần mà ban nãy ghi vào lại nếu có chương trình hay ký ức hay hạt giống nào trong trong em mà khiến này nọ ấy thì là cái phần này là mình nói à, mình nói sau khi dùng 7 pháp đấy ấy. Không. Cái đó là của Ho'oponopono ấy, 4 câu chữa lành đấy ạ. Ok. Ok, hiểu chưa ạ? Các anh chị quan trọng nhất là cái cân bằng cảm xúc này, phải kiểm tra lại cảm xúc của mình đã ổn chưa thì hãy làm những cái pháp tiếp theo. Còn nếu cảm xúc mà nó vẫn còn đang tiêu cực ấy, dùng các pháp tiếp theo nó gần như là nó không không đủ mạnh. Em biết là cái cân bằng cảm xúc này hơi khó.
mắt nó chưa quen. Nhưng mà chưa quen thì cũng phải quen thôi. Chị kiểu toàn nín thở làm nhá. Không nín thở, các anh chị thở bình thường, có 10 giây đến 20 giây thôi, làm gì mà vất vả thế. Luyện. Luyện đó. Ngày hôm nào cũng phải làm ít nhất 2 đến 3 lần. Trời ơi, cái này không chỉ cảm xúc đâu. Nghĩ đến cảm xúc rồi có thể nghĩ làm lần nhận. Thứ nhất là làm cảm xúc, xem nó dịu dịu chưa, thì làm lần hai. Nó ok rồi, lấy luôn cái hình ảnh đó cho lên đấy luôn. Cũng nhanh lắm. Chị Anh thường chị bị thở làm với không? các mối quan hệ, tức là mỗi một mối quan hệ chị sẽ làm các bước này, chắc là mất khoảng 30 phút một lần làm. Ừ thì đấy, mới làm thì nó sẽ như thế. Lâu dần các anh chị sẽ biết cách làm nhanh hơn, đúng không ạ? Nói chung là đây là những cái bước để cho các anh chị có hiệu quả nhanh nhất. Còn em cũng không biết chắc là em đã làm những cái gì. Lúc đấy em nghĩ được cái gì em sẽ làm cái đó, vì em đã chia sẻ với mọi người rồi đúng không? Ừ, cứ trước bữa ăn cơm là em chụp hình một phát đã, mọi sự tính sau, đúng không ạ? Cá rau em cũng mang xử nốt, kệ thôi anh chị, đấy là chuyện bình thường, mình có cách mà, mất có 30 giây tội gì không làm. Đi ra ngoài đường cũng thế các anh chị, em không nghĩ vẩn vơ đâu ạ, em dùng chữa lành, bốn câu chữa lành luôn. Đường thông hè thoáng, đi đúng đưa đi đến nơi về đến chốn. Có phải điều đó quan trọng không? Mình mà nhìn thấy tắc đường lại thấy vui các anh chị. Bởi vì sao? Ngày hôm nay mình nhận được quả tắc, nghĩa là cái gì? Có cái gì đó cần được giải phóng. Hè thoáng, đường thông em cũng vui à? Nhưng mà đường tắc em cũng vui. Vì sao? Đến ngày em dọn dẹp cái gì đó bế tắc ở trong mình ấy. Thế thì gì? Quãng đường nó thành ok mà. Đúng không ạ? Đây, về con cái, vấn đề là hành vi của con đến từ đâu các anh chị? Đến từ đâu? Từ chúng ta, từ ta. Nó có thể đến từ, nó có thể đến gì? Hành vi của con nó đến gì? Từ từ mẹ này, bố này, gia đình này, gì nữa, trường này, à cái gì, thầy cô này, bạn bè này, nhiều lắm. Và đến từ chính cái thói quen của con nữa. Thói quen này, niềm tin cốt lõi này, cái gì nữa, rồi ký ức này, dữ liệu này, chương trình này, rồi đến từ nhiều lắm luôn ý. Hôm nay con cãi nhau ở trường, mình không chứng kiến thì nó đến từ ai? Anh chị? Đến từ thầy cô. Thầy cô với bạn bè. Đến từ con luôn. Cái niềm tin á, cái ký ức của con á. Có phải đúng không? Con không có cái điều đó thì làm gì bạn con nó xấu thế để mà khỏe cãi nhau tay đôi đúng không? Nếu chúng ta không chứng kiến thì sao? Không phải của lỗi chúng ta, Ừ, nhưng nếu chúng ta nghe thấy người khác kể thì thế nào? có liên quan đấy. Đến từ từ chúng ta, từ ta. Có một phần tham gia đúng không? Đang nhẹ nhẹ đúng không? Rồi, nó cãi tay đôi với mẹ. Là từ mình, từ mình. Có gì để nói nữa rồi. Tay đôi với mẹ đến từ ai? Từ mình. Nó lười đến từ ai? Lười đến từ mình. Các anh chị thường bảo con nó lười là do nó à? Anh chị có biết là lúc mà 3-4 tuổi ấy, cái lúc mà nó thích làm ơi là thích làm ấy, nó thích tự làm mọi thứ, thì các anh chị ai làm thay? Mình làm. Xong mình bảo gì, để mẹ làm cho nhanh. Con làm gì biết làm, đúng không? Có đúng thế không các chị em? Đúng vậy. Thế thì sau cái chuyện đó thì nó sẽ có cái chương trình dữ liệu gì? Lười, không muốn Không, làm. nó sẽ có chương trình như này.
mẹ sẽ làm thay mình tất cả, mình không làm thì mẹ sẽ làm, rồi gì mình không biết làm đâu, mình làm không tốt, mẹ mình bảo thế thì mình có tin không? Niềm tin giới hạn. Thế mẹ mình bảo là con làm gì biết làm, bao nhiêu lần như thế thì các anh chị có tin mình biết làm không? Mà không có tự tin làm thì có muốn làm không? Không. Giờ bảo chị Hạnh đi gì? Đi làm nghề thợ điện xem. Đúng không? Rõ ràng là học vẫn làm được nhưng trong mình nó có đẩy ra chương trình là không làm được đúng không? Để cho Đúng chị Hạnh đi rồi. học 2 năm xem, làm được tốt đúng không? Chị Hạnh. Đúng rồi. Ừ, thế nhưng mà bây giờ mà bảo chị Hạnh đi làm đi thì sao? Không biết làm đâu. Con mình nó cũng y hệt thế à? Một cái bạn năng động ấy, thích chạy nhảy ấy, thì mình bảo gì? Câu cửa miệng là gì? Ngồi một chỗ Nghịch. cho tôi nhờ. Không, sao con nghịch thế? Mình vừa tặng nó cái gì đấy anh chị? Hạt giống này. Đúng không? Nhiều lắm luôn anh chị ạ. À, chúng ta không biết rằng chúng ta gieo, rồi hai bố mẹ cãi nhau thì gieo cho con cái gì đấy anh chị? Gây gổ, nó cũng sẽ, nó cũng cãi nhau gây hấn. Nó không nhìn thấy cãi nhau làm sao nó biết thế nào là cãi nhau, đúng không? Rồi nó nhìn thấy hai vợ chồng là phải cãi nhau đúng không? Thế mai kia nó lập gia đình có cãi nhau không? Cái niềm tin đó, niềm tin cốt lõi này này. Trời ơi, có nhiều sự thực. Hôm trước chị Mai thì còn choáng kìa, bố mẹ cứ ngồi bàn tán về thời sự nhiều vào. Chị Mai hôm trước câu nói gì? Trời ơi, em nghe em choáng luôn anh chị. Bố bố Hải đang không có đây nhở? Không có. Hôm trước em tâm sự với một bạn học lớp 8. Hỏi bạn ấy là bạn bạn ấy thi trường gì, và bạn chia sẻ với ước mơ của bạn ấy là mai sau bạn ấy vào nhà nước bạn làm, bởi vì là tham nhũng nó rất là dễ. Không ai biết đâu, tham nhũng rất dễ, nhiều tiền. Đó, một bạn lớp 8 suy nghĩ như thế ạ. Chị ơi, trời ơi, mọi người ơi, những cái câu nói vô tình thôi, những cái bàn luận về chính trị, văn hóa, xã hội trên bữa cơm ý, nó ảnh hưởng đến con trẻ vô cùng luôn. Đấy, cho nên ông xã chị cứ về mà bàn về đánh cái hồi chiến tranh Nga với Ukraine. Lúc hôm đầu tiên chị cũng bị sốc, chị cũng bị nhằn ông ấy. Xong mà sau này chị cứ hoponopono, bây giờ ông đỡ hẳn nhé. Tức là chị chữa lành Người được nghe cho thấy ông. không? Đấy chị chậm chậm để em nói. Bây giờ chẳng có cái phương pháp nào để cho người khác dừng cả. Đó là cái phương pháp dọn dẹp bản thân. Ông ấy nói đến từ ai? Từ mình. Ừ, đấy là ông ấy. Thực ra nhá, cái câu chuyện mà về chính trị, văn hóa, xã hội ấy, nó chỉ là cái duyên thôi. Đúng không? Nói những thứ người khác không thích, nói những lời vô nghĩa, nói những cái gì nữa? Xong chị lúc đầu á thì chị cũng quên, xong chị bực bực lắm, chị nhằn, chị nói ông ấy. Nhưng mà lúc đầu chị nói, chị thấy ngày hôm sau cũng vậy mà có vẻ tăng lên luôn. Ông thức đến 2 giờ đêm để ông ấy xem về chiến tranh. Xong rồi bắt đầu chị mới chợt nhớ ra. Thế là chị cứ nằm, ông ấy ngủ rồi chị cứ nắm lấy tay ông ấy. Xong bắt đầu chị hô bono bono. Thế bây giờ hết luôn là không xem Có nhiều thứ nó đặc biệt lắm, các anh chị phải thử như chị Hạnh này này nữa. mới thấy à, có mình có làm gì đâu đúng không, mình chỉ xử lý ở trong mình thôi, ông ấy đến từ mình mà. Cho nên là tại sao em lại cho mọi người chép cái câu này này, vì em thấy là phải ghi rõ cho mọi người như thế này mới ổn, đúng kiểu gì ABC đúng không? Chồng chị là cái gì, nói những cái lời mà kiểu vô nghĩa ấy, vì mình cũng đã từng nói những cái lời vô nghĩa nhiều nữa là khác đúng không, như chuyện mà suốt ngày kể về mẹ chẳng hạn, đấy cũng là một cái đó. Chị đừng trách em nhưng mà cái gì nó cũng phải thẳng thật để cho mình biết cách xử lý.
Ok, rồi bây giờ quay lại con. Hành vi của con là đến từ bố mẹ, gia đình, thầy cô đúng không? Nhưng nếu mình chứng kiến, nếu mình chứng kiến thì là trong mình có cái gì? Đây này, có chương trình ký ức hạt giống nào? Tạo tác ra hành vi đó. Đúng không? Thì ai là người chịu trách nhiệm? Ai là người chịu trách nhiệm dọn? Ai là người chịu thanh tẩy, dọn dẹp cái này, chữa lành cái này? Anh chị, con đúng không? Đúng không? Con nó phải thay đổi đúng không? Nó có Mình hành thay vi này đổi, nó phải thay đổi chứ. mình thay đổi, mình Nào, thay đổi thì mình sẽ thay đổi được, thì con nó sẽ thay đổi. cách xử lý đời thường là gì? Phàn nàn, cằn nhằn, gì nữa? Yêu cầu gì nữa các anh chị? Khuyên Mắng, đánh, gì nữa? Cho đi học. phạt luôn, phạt có người phải Phạt, phạt. đúng rồi, phạt. Thế là gì nhỉ? Con mà vẫn chơi game như này mẹ sẽ phạt con 1 tuần không không được gì đó nữa. Mẹ xem YouTube thì được, mẹ xem TV thì được, mẹ đọc báo thì được. Con cũng xem YouTube, con cũng chơi game 15 phút là ăn đập luôn. Chúng ta thì không thanh tịnh được nhưng chúng ta muốn người khác thanh tịnh. Đau lòng lắm các anh chị. Thế các anh chị có nghĩ con mình cũng cần xả stress không? Anh chị không cho môi trường không có con vật gì, không có cây cối gì, không có sân chơi nào. Lúc nào cũng học. Gì nữa, phạt nữa, gì nữa? Ở người gì? Nói hộ. Rồi gì? Kể xấu. Ôi cái vụ này này mới quan trọng này. Không phải chỉ kể một người đâu, kể với bố nó, kể với em nó, kể với anh chị, với bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, anh chị em bên nội, anh chị em bên ngoại, bạn công ty, bạn ngoài, bạn đại học, bạn cấp 3, ai hỏi cái tất. Đúng không? Em biết là các anh chị muốn là con mình thay đổi. Nhưng mà sao? Cách xử lý đời thường như này có kết quả không? Các mẹ chỉ cho em xem có kết quả không? Không những không có mà còn tác dụng ngược. Có kết quả chứ. Anh chị biết lúc kết quả lúc nào không? Lúc còn bé ấy. Đúng không? Có phải dưới cái sức ép mà phạt đánh cằn nhằn này nó nghe không? Anh chị có biết lúc đấy nó còn yêu mình không? Trời ơi, lúc đấy vẫn còn kết nối nó nghe. Rồi đến bao giờ bắt đầu bùng nổ? Bùng nổ là bắt đầu là khi nào? Cấp 1. Đúng Bắt không? đầu lên dạy thì Rồi, bùng nổ cấp 2. Bùng nổ gì? Mạnh mẽ. Cấp 2. Rồi, cấp 3 là gì? Chống đối ngầm. Đúng không? Gì nữa? Gì? Bỏ qua. Bỏ qua mình ấy. Là gì? Đại học. Gì nữa? Cách xa. Không. Cái gì? Bắt đầu nó đi làm á. Rồi nó bắt đầu có gia đình ấy. Nó bảo là gì? Cách nghĩ của mẹ cổ rồi. Rồi cách xa gì? Phản đối. Chống đối ra mặt.
còn gì, ngại nói chuyện nhiều lắm. Bây giờ cái giai đoạn này là chắc em không cần phải nói, anh chị có tự có cảm xúc. Tất cả những cái này lấy đâu ra biết ơn, lấy đâu ra yêu thương, lấy đâu ra kết nối. Đây, đây là cách xử lý đời thường đấy ạ. Đặc biệt này, bắt đầu bùng nổ ở cấp 2 là các mẹ thấy lo rồi. Xong bảo là gì? Tuổi dậy thì nó thế. Đây, mẹ gieo một đống phàn nàn, cằn nhằn, yêu cầu, mắng, đánh, phạt, nói xấu. Mẹ gieo hết cả cấp 1 thì cấp 2 mẹ không ăn quả thì mẹ ăn ở đâu? Càng ngày mẹ càng từ chối quả của mẹ thì nó càng ngày nó càng nặng như thế này này. Gọi là xử lý đời thường đấy. Bây giờ tiếp tục này. Cái quan trọng nhất là các anh chị sẽ để ý. Trời ơi. Anh chị sẽ để ý rằng, à, các anh chị có yêu công việc không? Đây mới là cái điều quan trọng mà cứ muốn con nó học. Cứ muốn con nó phải yêu học. Vì học cái gì? Trời ơi, con được đi học trường tư, con được đi học thêm, ngày xưa mẹ được làm gì được như thế. Con được đi học piano, con được đi học hát, được đi học nhảy, được đi học vẽ, được đi học bao nhiêu kỹ năng, ngày xưa mẹ làm gì được như thế. Các anh chị có yêu công việc không? Công việc không? Anh chị thử nghĩ xem mình có yêu công việc không? Thế các anh chị không yêu công việc, chúng ta đi làm vì gì? Hầu hết nha, em không nói những người làm việc yêu thích. Hầu hết chúng ta đi làm vì gì? Kiếm sống đúng không? Giai đoạn đầu cái hồi mà mới đi làm ý, còn yêu công việc, ham công việc, nhưng càng ngày thì càng gì? Càng ngày có phải càng chán không? Chán công ty, chán lương, chán công việc không? Thế có giống con mình không? Cái giai đoạn cấp 1 đi. Đây này, mới ra trường này. Mới ra trường. Vào nghề thì sao? Còn gì? Hăng hái. Gì? Nỗ lực. Tiếp thu. Phát triển bản thân. Đúng không? Có đúng thế này không? Các anh chị có thấy mấy năm đầu đời của con mình đi học lớp 1, lớp 2 không? Đúng không? Có giống con mình giai đoạn đầu không? Thế càng ngày thì sao? Càng ngày thì mình càng chán việc. Mình cũng không muốn đi làm đâu. Mình cũng không yêu công ty đâu. Mình cũng không thích đồng nghiệp. Nói chung là nói không thích đồng nghiệp cũng không phải. Nhưng mình không thể thân thiết với hầu hết các đồng nghiệp được. Rồi gì? Mình bức xúc phàn nàn về lương, về môi trường nhiều lắm. Thế đến lúc mà chúng ta chán thì sao? Một đống thế thì các anh chị có nghĩ là con chúng ta cũng đi học vì gì không? Vì nó phải đi học thôi. Vì trách nhiệm thôi, vì bố mẹ nó yêu cầu thôi. Chúng ta đâu có yêu công việc mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Chúng ta tạo ra con người và thói là gì? Con người và môi trường xung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy con mình nó không thích học, chồng mình cũng không thích làm việc. Nhưng anh chị có biết trái ngược lại là gì không? Nếu mà mẹ vợ à cái gì mẹ cũng thích học, bố cũng thích học thì có biết sinh ra các con như thế nào không? Anh chị Con nó cũng ham học. chuẩn luôn, các anh chị thấy nó ham học quá, nhiều lúc cũng đau đầu. À con em suốt ngày thích học thôi. Cái bạn út đi, suốt ngày mà mới năm sáu, chưa được 5 tuổi, à chưa được 6 tuổi, chưa vào lớp 1 đâu, cộng trừ nhân chia mang đố suốt ngày. À nó thích học xong rồi đi đố đố mình ấy, mình thì đang mải ăn cơm.
là một cái sự thực đấy ạ. Xong là bạn ấy muốn là trong bữa cơm phải nói tiếng Anh cơ các anh chị. Đó, thế thì bây giờ mình phải thế nào? Rồi, ok. Xong tiếp này, giai đoạn này, mình đi làm ấy. Mình đã không có niềm vui ở trong công việc rồi, mình lại còn gì? Hay làm những cái việc vô nghĩa ấy. Cộng với làm, cộng nói vô nghĩa, rồi chia rẽ. Thì các anh chị, thì con mình nó có làm những cái việc vô nghĩa và nói những cái lời vô nghĩa và làm chia rẽ không? Có Chia rẽ ở đâu các anh chị có biết không? Đó là gì? lớp ấy các bạn ấy Rồi gì? Nó nói những cái câu mà gì? Hai bố mẹ trái chiều quan điểm ấy. Một người bảo, ôi nó nói thế cũng được, làm thế cũng được. Một người thì sao? Không, anh phải quan tâm đến con, phải cho nó học hành cái gì rõ ràng đấy. Vì sao? Mình cũng chia rẽ vợ chồng nhà người khác, mình cũng chia nói những cái lời chia rẽ mẹ con nhà người khác. Rồi, tiếp. Chúng ta rảnh rỗi chúng ta có phán xét người khác không? Anh chị có chê không? Có chê con không? Chê chồng không? Có nói xấu không? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Sự phán xét, chê và nói xấu trong chính gia đình nhà chúng ta. Mình hay nói xấu bố với cậu với ai các anh chị? Với con mình đúng không? Đúng không? Bố mày đi nhậu đến giờ này không về. Bố mày suốt ngày chơi game thôi. Cái gì? Bố mày lười lắm. Nói cũng không được. Đấy. Chẳng hạn thế. Mình cứ hay chê những cái điều đó với con mình thì sao? Hai bố con nhà nó được ngồi cạnh nhau cũng thủ thỉ y hệt thế. Ôi mẹ mày nói nhiều lắm, mẹ mày hay phàn nàn lắm. Rồi gì? Chính vì những cái điều này là các anh chị làm cho tình yêu nó giảm sút. Có phải khi mình nói xấu chồng mình với con mình thì sao? Mình chia rẽ hai bố con đúng không? Làm cho con nó nhìn bố nó ở một cái góc nhìn khác đúng không? Chính mình chia rẽ mình ở trong gia đình đấy. Rồi mai gì? Mẹ con một phe, bố một phe. Rồi lại toàn trường những cái trường năng lượng tiêu cực ấy. Thì sao? Ôi cái quan trọng nhất là cái không giữ cam kết các anh chị. Không giữ cam kết với con. Chúng ta coi chuyện này là bình thường này các anh chị. Hỏi chị Mai xem nó nở ra cái gì. Chị Mai, nó nở ra cái gì? Không giữ cam kết với con thì nó cũng thế. Nó đã không những nó không giữ cam kết với mình, nó còn mắng mình ý, nó nói À. thẳng vào mẹ ấy, mẹ cũng đầy lần không giữ cam kết với con. À chị hỏi nó thế, thế lúc nào mà không giữ cam kết với con được? Cái hồi bé đấy suốt ngày. Ôi dồi ôi, học cái này đi, cuối tuần mẹ đưa đi chơi. Ôi cái gì nhỉ? Ôi dồi, nhiều lắm, chúng ta thì hứa trẻ con á, cái hồi còn bé ấy, mẹ là tất cả. Nó không trông mong vào mẹ thì trông mong vào ai? Thế mà cứ mỗi lần chúng ta thất hứa thì sao ạ? Nó nhớ như in. Làm sao quên được các anh chị? Cái thứ mà mình thích, mình mong chờ nhưng người khác thất hứa, các anh chị có quên được không? Thế mai mà mình bảo nó giữ cam kết là cái gì chỉ xem tivi 30 phút thôi, đi chơi về thì chỉ được đi chơi rồi về học. Nó vượt quá có mấy phút thì sao ạ? Chúng ta gì? Chúng Đang ta quát, à, chúng ta mắng mắng, chúng ta phàn nàn đủ các thể loại. cắn nhăn Chúng ừ, từ chối quả gieo một đống nhân. Tại sao lại tự dưng lại cấp 2, cấp 3 nó lại như thế này? Rồi càng ngày nó càng như thế này luôn ạ. Khoảng cách càng ngày càng lớn. Lý do từ mình hết luôn.
Làm mẹ là một công việc không phải đơn giản, thật sự là không phải đơn giản, nhưng nó cũng không phải quá khó khăn nếu như các anh chị biết cách dùng. Không phải quá khó khăn nhưng nếu chúng ta biết cách dùng. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất là gì? Ai nói gì cũng gì. Cảm ơn thương lắm. Nghe có vẻ hơi hâm các anh chị ạ. Nhưng mà hâm như thế chị Hạnh ơi, thế hôm trước chị nói chồng chị bao lần có xử lý được cái việc Ukraine không? Không đúng không? Không. Ừ. Đấy, phong cách đời thường lấy đâu ra xử lý được. Mà chị Hạnh chị áp dụng một cái phương pháp buồn cười lắm. Phương pháp em gọi là phương pháp tự kỷ. Tự kỷ mình. Nói đùa đấy thôi, chúng ta gì chữa lành. Chữa lành chính ở bên trong chúng ta, người ta sẽ buông. Và đặc biệt nhá, sau này các anh chị sẽ nhớ những câu này giúp em này. Cái mà chúng ta nhận thức rằng à nó chỉ là cái chương trình ký ức hoặc hạt giống nào nó tạo tác lên cái hoàn cảnh này thôi thì mới ổn. Giống như virus thì sao? Ấn nút thôi. Diệt lần một chưa được, diệt lần hai. Diệt lần hai chưa được, diệt lần ba. Miễn là chúng ta biết là chúng ta đang bị nhiễm virus, chứ không phải là gì lỗi của người khác. Trời ơi, cái vấn đề đổ lỗi với anh chị. Cái này này, cái này mới quan trọng này. Đổ lỗi. Cái này có phải nghề gia truyền không anh chị? Các anh chị biết vì sao mà nếu như bất kỳ một điều gì xảy ra chúng ta lại đều là tại vì thế này, tại vì thế kia không? Lỗi có khi chúng ta không bao giờ nhận lỗi 100% mà chúng ta gì? Phải chia lỗi cho mọi người á. Hoặc nếu đẩy lỗi được 100% cho người khác ấy, thì đẩy luôn. Vì sao các anh chị biết không? Không, một là không dám chịu trách nhiệm, Ừ. do cái thứ hai nữa là do cái mà mình đã được giống như là cái trải nghiệm từ quá khứ ấy, từ nhỏ ấy, Ờ đúng như rồi. vậy rồi Em cứ gọi là nhiễm, từ quá nhiễm khứ. virus xã hội đi nhá. Chúng ta nhiễm cái đổ lỗi này của người khác ấy. Đúng không? Ai cũng đổ lỗi mà. Hầu hết là như thế. Vì sao? Các anh chị có biết là lý do nữa là cái gì không? Cái hạt giống tự phụ. Cái hạt giống tự phụ ấy. Cái tôi Là cao ấy. đúng rồi, cái tôi lớn đời luôn coi mình là đúng, luôn luôn À, coi mình là đúng, số 1 chị. coi mình là số 1 nên là nhất, là riêng, là tất cả. Thế làm sao mà không bị như này được? Thế như cái này có ấy không? Cái này có chữa lành, có dọn dẹp không? Hay để tiếp? Có chọn hết. Phải nhiều quá, dọn không biết đến lúc nào mới xong. Chúng ta có hạt giống tự phụ cái tôi cao. Người xung quanh chúng ta có không anh chị? Có tất Không. cả mọi người. Thế họ có nhiều hay có ít? Có thể nhiều, nếu mà mình thấy mình nhiều ấy, thì người xung Họ quanh đến chắc từ chắn ai? Họ nhiều. đến từ ai? Họ đến từ mình. Thế là quả hay nhân? Là quả. Thế chúng ta có nhớ không? Quy luật của hạt giống là gì? Không gặt à, không gieo thì không gặt. Có gieo thì có gặt, mà quả thì phải luôn lớn hơn nhân. Thế làm sao mà người ta kém mình được? Thế nó mới đâu, đúng không? Họ cũng, con mình cũng có cái hạt giống tự phụ cái tôi cao, chồng mình cũng thế, trên công ty mọi người đều như thế thì sao ạ? À? Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dừng thôi. Dừng không nói lời chia rẽ vô nghĩa nữa. Dừng không phán xét, chê nói xấu nữa. Phải giữ được cam kết này. Dừng đổ lỗi này. Dám chịu trách nhiệm này. Gì?
dọn dẹp thanh tẩy những cái gì, những cái nhiễm virus này đi, những cái hạt giống tự phụ, cái tôi cao này đi. Bao giờ các anh chị mà dọn dẹp được bản thân chúng ta ấy, nó an yên lại, tự các anh chị sẽ kết nối được với con cái. À, cái mong muốn này với cái mong muốn này mới là cái mong muốn cao cả. Đây, trời ơi. Mong muốn nói gì? Nói sao cho con chịu nghe à? Thì chúng ta muốn cái gì? Thực ra thực ra chúng ta muốn là gì? Nói gì nó nghe đấy. Có đúng cái mong cầu cao nhất là như này không? Nhưng mà không được em ơi, như vậy nó mang tính lệ, mang tính áp đặt rồi, Ai bởi bảo vì chị ở là Việt ý Nam? kiến. Ai bảo chị ở Việt Nam không áp đặt? Đây là em đang nói là mọi người mong muốn ấy. Mình nói gì nó ngay đấy. Bảo dạ là dạ, bảo vâng là vâng, đặt đâu ngồi đấy. Học gì nói gì là phải làm y như thế, đúng không? Không, đây là cái mong muốn cao nhất của một con người luôn á. Sự thực nó đau lòng ấy. Trời ơi, nói sao cho con chịu nghe thì lại vẫn còn có tính gì xây dựng. Nhưng mà đây còn nói gì nó nghe đấy cơ. Giống ra lệnh ý chị. Đi tắm đi, đi ăn đi, đi học đi, đi ngủ đi, dậy đi. Có phải là nói gì nghe đấy không? Thế có bảo là con ơi đến giờ đi tắm rồi không? Hoặc là con đang xem phim đấy à? Thêm bao nhiêu phút nữa thì xong. Cơ thể nó cần làm sạch rồi đấy, cả ngày nó bận, cả ngày nó gì? Nó ra mồ hôi rồi. Trời ơi, không đâu. Đi tắm ngay, giờ còn ngồi xem tivi à? Nhanh lên, ăn xong còn học. Đau lòng lắm. Nhưng mà vì sao? Vì những câu đó ở đến từ đâu? Vì chúng ta cũng nghe từ bé à? Mẹ chúng ta cũng làm y hệt chúng ta à? Có phải mẹ chúng ta cũng dục như thế, cũng yêu cầu như thế không? Không làm sao các anh chị biết dục, biết yêu cầu? Thế chúng ta phải thay đổi thôi. Tất cả mọi thứ chuyển về bị động. Ví dụ như là bài tập chưa được làm đấy con. Cơ thể chưa được tắm đấy con. Rồi gì nữa? Đồ chơi chưa được dọn đấy. Quần áo chưa được gấp đấy. Quần áo chưa được phơi. Rồi đồ ăn đang chờ con đấy. Thầy cô bạn bè đang chờ con đến lớp đó. Đúng không ạ? Chuyển sang bị động. Chứ không dục nữa. Cái gì đang chờ bạn ấy? Hãy nhắc những cái key chính thôi. Ok không ạ? Chúng ta cần phải sửa lối sống các anh chị ạ. Cái dục này chị thấy có chuẩn này, ví dụ như là nhà em chị nhá, bố nó vào viện nằm, hai con không đứa nào nhắn tin hỏi thăm, gọi điện hay đến thăm, nằm viện không biết hình như khoảng 1 tuần, về lại trách nó là không biết nhắn tin bố mẹ, ngồi đấy mình ngồi một lúc là nào nó dục mà đi ăn đi, đi tắm đi rồi thế nọ thế kia, và thế dục suốt như thế thì cũng phải là dục là phải nhắn tin cho hỏi thăm bố mẹ đi chứ. Nó quen rồi. Anh chị ơi, lúc mà chúng ta quan tâm đến bố mẹ chúng ta đâu có để cho con chúng ta nhìn thấy. Toàn nhằm lúc nó đi học gọi điện thoại hỏi thăm, biếu quà cũng toàn thế, giấu giấu giếm giếm ấy. Ôi gì nữa, có bao giờ nói được Hôm lời nay yêu thương bố mẹ mình không? cụ này Vân Anh nói là chắc là nhiều người mình cũng thấy là để rút kinh nghiệm hiểu cái vụ đấy đấy. Đúng, đúng như chuẩn luôn đấy. Ờ, thì Chị không thì đúng là sự thật toàn toàn mà. là kiểu nhiều khi kiểu nói thì lại nghĩ rằng là mình kể công với con ấy, nên là nhiều khi là mình cứ làm thôi chứ mình không không nghĩ đến, nhưng mà đúng là các anh nói thì mình thấy cái đấy là mình phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Ừ chị, con nó không nhìn thấy thì sao? Làm sao nó biết cách làm? Phải Chị bàn thì với con luôn là biếu ông bà nội cái gì, biếu ông bà ngoại cái gì. chị thì vẫn tức là khi mà mình tặng quà hay gì đấy thì mình vẫn thì cũng con vẫn biết, hoặc là mình làm cái gì, tất cả những cái thứ gì mà mình làm mà tốt thì mình đều
đều lôi con vào cùng. Đấy, Đó. nhưng mà ví dụ như cái lời mà nói lời yêu thương mẹ thì từ xưa giờ mình không nói, nhưng mà vừa rồi thì chị cứ nói với con chị đi chứ con ơi, mẹ sống hơn 50 năm rồi, lần đầu tiên mẹ biết mẹ nói là mẹ yêu mẹ 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 yêu mẹ của mẹ. Đúng Nó rồi, cười, nó mình cười nhận luôn sai đi ạ. á. Mình xấu thì mình nhận sai mà mình sửa thôi, chả sao cả anh chị, đừng xấu hổ. Đấy thì con chị nó rất là đồng cảm, Còn nó một rất cái đồng nữa nha chị Hạnh ơi, ví dụ như là mình nhận sai với các bạn ấy đấy, các bạn ấy cảm. lần sau mình sai bạn chỉ luôn cho mình luôn, Đúng rồi, mắng luôn, nó mà không, đặc nó sẽ biệt không đấy, giữ như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa nếu mà mình sai là nó chỉ im lặng, nó dám không dám bật, nhưng bây giờ nó bật, nó bảo là mẹ đang sai rồi đấy. đúng rồi, nó sẽ nhắc mình, nó sẽ nói mình, rồi nó sẽ nói cho mình biết Vâng. đấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình sai thì mình vẫn cứ xin lỗi chứ, xin lỗi con là chuyện bình thường, Nhưng không phải xin lỗi ai cũng con là làm chuyện được bình chị thường, ạ. chị vẫn xin lỗi con chị. Văn hóa ở Việt Nam nó hơi khó, bây giờ nó đỡ hơn rồi. Bây giờ là đỡ hơn rồi chứ không phải là không còn. Trong này vẫn còn có chị như thế. Rồi ok, tiếp này chúng ta cái quan trọng nhất. Các anh chị có biết bố mẹ là cái gì? Không phải cho ăn cho học. Không phải là giục yêu cầu đâu, yêu thương đâu, mà cái này này. Chính xác, chính xác là làm gương ấy, cực kỳ quan trọng. Cái này này, anh chị cứ học đi, Làm anh gương. chị học những cái điều mà tốt cho cuộc sống của anh chị, có những cái hiểu biết đúng đắn. Con các anh chị nó tự biết học những cái điều đúng đắn. Chả hiểu tại sao nó thế. Tại vì chúng ta gì? Tạo ra mọi người và xung quanh chúng ta có mong ước là người khác hạnh phúc thì con mình nó cũng có hưởng cái trường năng lượng đó luôn. Mình tiêu cực nó hưởng tiêu cực, mình vui vẻ nó hưởng vui vẻ. Em hỏi các anh chị, trong tiêu cực liệu con mình nó có phát triển tốt được không? Không, Nó nó không phát sẽ triển bị, tốt, nó còn méo mó ấy. nó bị đuôi, gọi là đuôi què, nó bị sẽ khuy, bị khuyết tật về 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 tinh thần, Về cảm xúc, đúng. cảm xúc. Thế nhưng mà người mẹ mà vui vẻ hạnh phúc thì sao? Các anh chị, con mình cũng thấy luôn. Tự dưng nó về thấy mẹ nó cười, cười tươi cười hôm nay. Ông chả hiểu sao mọi thứ nó đều có thể thay đổi. Nó đang đi học về vui, đang định kể chuyện vui, mặt mẹ nó không khác gì cái bánh đa ngâm nước thì sao anh chị? Liệu dám nói không? Nói xong lại còn bị ăn mắng. Đau lòng lắm, được không? Thế chúng ta phải gì? Phải sửa lối sống. Sang gì? Không đời thường nữa. Chấm dứt phản ứng đời thường, chuyển sang gì, chuyển sang lối sống chữa lành, cộng gieo những điều tốt đẹp. Chị có một cái chia sẻ là cái làm gương cho con này này nó rất là gì nhé, tức là bắt đầu từ khi mà có dịch ấy, là dịch dịch bệnh ở bên chị ấy, là có mấy đỉnh dịch khủng khiếp luôn, là nhà chị ngày nào cũng có cái xe cứu thương đi qua đấy, thì bắt đầu mình không hề nói với ai cả, nhưng mà trong đầu mình này này mình toàn 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 hướng đến cái người cái xe cứu thương, và mình chúc, mình kiểu như chúc phúc, chúc chúc cho người ta an lành ấy, chúc cho cái người mà ở đang bị cấp cứu đấy là bình an. Thế là chị cũng không nói, nhưng mà một ngày có một cái xe cấp cứu đi qua, con chị nó tự nói, nó bảo là mỗi một cái xe mà đi qua thì con đều chúc cho người ta bình an, mà trong khi đó mình làm mình không hề nói gì con mình, và đến một ngày nó cũng làm như mình. Chúng ta có một cái sự kết nối mẫu tử ấy, mà chúng ta không hề biết điều đó ấy. Nó có di truyền luôn. Nhưng từ bây giờ thì chị Hạnh không không cần phải cầu chúc nữa. Chụp một cái dùng một cái pháp nào đó, chụp một cái hình nào đó nhanh hơn. Có thể là chị đã cấp cứu người ta luôn lúc đấy rồi ấy. Nó chỉ là cái chỉnh sửa thôi mà.
Bây giờ nhìn thấy gì? Nhà ai cãi nhau thì làm gì? Đừng có nhảy vô mà can nữa. Chụp. Làm pháp ngay. Ok không ạ? Rồi nhìn thấy Ok. trẻ con nó cái gì? Nó tranh luận với nhau hoặc nó bất kỳ một điều gì khó khăn thì chúng ta đều sử dụng pháp luôn. Đó là một hình thức rất tốt luôn. Làm phúc mà không cần phải làm gì. Không cần phải làm gì thì không đúng. Nhưng mà nó là cái gì? Làm trong cái sự tĩnh lặng ấy. Yên lặng. Cái chúc phúc cũng rất là tốt các anh chị nhé. Cái chúc phúc cũng rất là tốt. Nó xoay tâm ok lắm luôn. Nhưng mà chúng ta bây giờ có cả pháp thì chúng ta làm cả hai được là tốt nhất. Đó. Chúng ta chấp nhận là mình xấu và sự xấu này, chúng ta còn chấp nhận cái chấp nhận này này, sự thật là mình gì, mình cũng gì các anh chị. Mình cũng là người thiếu sót này, thiếu sót này, bất lực này. Đây là gì? Mà thôi, làm pháp thôi, chưa nhảy vào khuyên can rồi tranh luận rồi các thứ, không giải quyết được gì đâu, chỉ làm rối thêm thôi. Chỗ này là đầu tiên là thấy mình xấu thì các anh chị có thể là thấy hổ thẹn này đấy, sửa sai. Thực ra chúng ta thấy hổ thẹn á, chúng ta thường chúng ta không bao giờ hổ thẹn về mình đâu. Nhưng chính vì mình không hổ thẹn về mình nên là mình càng không biết là mình xấu ở đâu. Học trong cái khóa này em Vân Anh lại chỉ có nhiều cái xấu quá thì thôi mọi người cố gắng chấp nhận. Vì em có nói hay không nói thì nó có sẵn rồi. Em chỉ là gì? Lôi cái thứ bản chất của chúng ta ra thôi. Để chúng ta nhìn đúng. Mình cứ tưởng mình tốt đẹp lắm. Nhưng hóa ra không phải như thế đâu ạ. Mình nói giỏi thôi, chưa chắc mình đã làm giỏi. Rồi mình còn không làm gương cơ. Anh chị có biết không, em thì thường phân tích với con không về cái chuyện là mà học xong mai kia đi trường đại học có việc tự nuôi bản thân đâu. Mà em chỉ phân tích như thế này thôi. Là cái nghề nào cũng tốt cả. Nghề nào con yêu thích cũng được. Nhưng nó chỉ khác nhau ở điểm gì? Nếu con ở trình độ tay nghề cao thì con sẽ ở trong môi trường làm việc tốt. Ví dụ có điều hòa, có đồng nghiệp, có công ty. Gì nữa ạ? Mức lương của con cũng cao hơn. Còn nếu như con ở lao động phổ thông, là những cái nghề này, nghề này, thì con sẽ phải làm việc ở ngoài đường chẳng hạn. Con phải làm việc ở trong môi trường nào đó, con phải kiếm được. Con chỉ có thu nhập ở, ví dụ chỉ con chỉ có thu nhập từ 5 đến 12 triệu thôi. Như thế thì là, mà cái ô tô thì có giá trị là ít nhất là khoảng tầm 700 triệu. Nếu con có muốn có ô tô thì với cái ngành nghề đó mà con làm ấy, với cái mức lao động phổ thông đấy thì con sẽ không thể đạt được những cái ước mơ, ví dụ có nhà, có ô tô, đi du lịch được đâu. Còn nếu con muốn có ô tô như bố mẹ, muốn có nhà, muốn được đi du lịch ở những khách sạn này thì con phải có thu nhập là bao nhiêu? Các anh chị ạ, với trẻ con nó biết luôn ý. Bây giờ trẻ con nó còn biết cái ô tô này mấy tỷ. Nhà bạn này giàu hay nghèo? Bố bạn ấy làm một giám đốc một công ty thì nhiều tiền lắm mẹ nhỉ. Trời ơi, trẻ con nó biết hết các anh chị. Nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận là phải nói rõ với con sự thực. Hãy nói cho nó từ cấp 1 đi. Nó tự định hướng được mình các anh chị. Nhưng từ bé chúng ta đâu có được nghe điều đó đâu. Chúng ta đâu có biết rằng là à, làm cái nghề này mức lương chỉ như này thôi. Mà các anh chị phải dạy cho con một cái điều này quan trọng nhất này. Thu nhập thì bằng số người chúng ta làm cho vui vẻ nhân với số dịch vụ cung cấp nhân với tần suất họ quay lại. Nên là đừng hỏi tại sao cái nghề kế toán nó chỉ mức lương đấy thôi. Đừng hỏi tại sao bác sĩ lại có thu nhập cao hơn, tại sao ca sĩ họ lại có thu nhập cao thế, bởi vì họ mang niềm vui cho quá nhiều người, trong khi nghề kế toán thì có mang đến niềm vui cho nhiều người như thế không? Tại sao mình cũng ăn học bao nhiêu năm mà lại không đạt được điều đó? Đúng mà, thu nhập là bằng số người mà mình làm cho họ vui ấy, nhân với số dịch vụ mình cung cấp, nhân với tần số họ
tần số họ quay lại. Nếu các anh chị vẫn muốn con mình đi làm văn phòng thì đừng, thì nó chỉ có mức thu nhập thế thôi, thì đừng mong con nhà mình gì có biệt thự, xe hơi xịn, đưa mình đi du lịch ở những nơi cao cấp, không có đâu. Vì sao ạ? Lương nó chỉ cũng có thế thôi. Lương càng ngày thu nhập càng cao nhưng chi phí đời sống càng ngày càng cao. Nên là đừng hỏi tại sao mình cũng học tương đấy năm mà mình lại không có thu nhập bằng những người kia. Bởi vì cái số người mà mình làm cho họ vui vẻ ấy, họ nhận được giá trị quá ít, quá nhỏ. Thì chỉ vậy thôi ạ. À. Đúng không ạ? Trời ơi, con em nó còn biết luôn một bức tranh bán được bao tiền. Phải có bao nhiêu bức tranh thì mới mua được ô tô. Chuyện bình thường. Thế thì bạn sẽ phải đặt câu hỏi là làm sao để bán một bức tranh giá cao hơn và làm sao để bán nhiều được bức tranh. Đúng không? Anh chị cứ hỏi đi, con mình trả lời được hết à? Con em lúc 4 tuổi là con gái, nó còn ngồi phân tích được bảng tài chính cho bố làm thế nào để mua được biệt thự ạ. 4 tuổi. Nó bảo bây giờ bố phải làm nhiều lên và bố bớt chi tiêu đi. Các anh chị đừng nghĩ có trẻ con nó không thông minh, nó biết hết luôn á. Chúng ta nghe xong gì trợn tròn mắt lên mà nhìn. Trời ơi, ví dụ như là nhà em chẳng hạn, giai đoạn này đang cần nhiều nguồn lực chẳng hạn. Thế thì mình cũng nói rõ luôn là vì bố mẹ đầu tư cái này cho nên là đang nợ từng này tiền. Thế nó bảo như thế này, thế bây giờ thôi không đi chơi nữa, bớt mua sắm đi. Hai đứa trẻ con nó tự bảo nhau anh chị nhá. Không đòi hỏi gì nữa. Trời ơi, mức đòi hỏi giảm hẳn luôn. Nó còn hiểu rõ hơn mình ý. Trời ơi, một cái sự thực là trẻ con bây giờ thông minh lắm. Chẳng qua chúng ta không chịu chia sẻ cho con, không cho con được biết cuộc sống như thế nào thôi. Đó. Rồi, cố gắng 10 phút nữa là chúng ta sẽ đến cái phần là làm sao để con chúng ta có đủ đức, đủ tài. Cái này là chúng ta nhìn thấy đúng không? Chúng ta mong muốn nhìn thấy con mình như thế này đúng không? Tại muốn nhìn thấy thì là chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta phải có hạt giống đúng không? Chúng ta muốn nhìn thấy con chúng ta có đức và có tài thì chúng ta phải có hạt giống đó. Vậy muốn có hạt giống đó thì phải sao? Bốn bước ạ. Ok không? Đó là gì? Muốn, tìm, trao, cái gì? Cười. Hay đơn giản lắm. Anh chị giúp người khác có đủ đức đủ tài này, còn giúp người khác có đức và có tài là được. Những trẻ em mồ côi này, những con của bạn mình này, cháu chắt ở trong gia đình này, rồi gì, giúp cho con mình có thể giúp đỡ được người khác này. Đặc biệt những anh chị là phải giúp con mình có khả năng giúp đỡ được người khác, giúp bạn mình cũng được, giúp thầy cô cũng được, giúp bố mẹ cũng được. Nếu con mình nó cái gì, nó mà không phát triển trí tuệ cao bằng các bạn chẳng hạn thì sao ạ? Tạo điều kiện cho con mình dạy mình, dạy em mình. Hãy chỉ cho mẹ, con chỉ cho mẹ cách viết cái này đi. Con chỉ cho mẹ cách vẽ cái này đi. Bao nhiêu lần con mình dạy dạy được mình ý, là con có từng đấy hạt giống các anh chị. Dần dần nó tự mở tuệ luôn. Nhưng chúng ta thì thường không cho con mình giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác. Bạn nào nó cũng có tài năng à. Có bạn thì thích vẽ, có bạn thích đọc sách, có bạn thích chạy nhảy. Nó đều có thế mạnh hơn mình à. Hãy cho con mình giúp cái gì?
hướng dẫn mình thế mạnh của con ấy, hướng dẫn các em, hướng dẫn các bạn, rồi giúp những người gì, những trẻ con, những trẻ em mà bị mồ côi này, người già neo đơn này, giúp con cháu trong gia đình nhà mình này. Đó. Trao thì các anh chị biết rồi đúng không? Hành động gián tiếp này. Hành động gián tiếp là ví dụ tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Giúp cho mẹ bạn ấy vào đây học chẳng hạn, biết về nhân quả cũng được, tặng cho họ một cuốn sách chẳng hạn. Hoặc là mình hãy thực hành được một cái điều gì đó có kết quả, chia sẻ với họ để cho họ khao khát muốn biết về điều này. Đó, đó là gián tiếp. Rồi gì? Trực tiếp thì sao ạ? Chúng ta giảng dạy cho con, cho cháu chúng ta, cho những bạn bè của cậu, bạn bè của con chúng ta. Rồi hồi hướng ấy ạ. Những cái hành động tốt đẹp đấy cho con chúng ta. Được luôn à? Rồi dạy trẻ con về bốn bước gieo hạt. Các anh chị cố gắng học xong các anh chị hướng dẫn con mình. Trẻ con học nhân quả nhanh lắm luôn. Các anh chị đừng nghĩ nó không, các con không biết, các con còn đang sạch lắm. Chúng ta mới là người có lắm tri thức, kiến thức, kinh nghiệm rồi, trải đời rồi, niềm tin giới hạn rồi, niềm tin cốt lõi rồi, các chương trình virus đó mới ngăn cản chúng ta học nhân quả. Chứ trẻ con á, bản thân nó đã có những hạt giống tốt rồi, nên là khi học nhân quả dễ lắm luôn. Đó, rồi dậy, rồi các anh chị cười. Đó là gì? Mình nghĩ về những cái điều vui vui, đúng không ạ? Cái bước ngày hôm qua là em làm rất rõ về cái này rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cắt bớt đi. Đây. Ngưỡng mộ. Bây giờ đừng có mang con mình đi so sánh. Hãy ngưỡng mộ những cái bạn, giúp những cái bạn tử tế ấy. Ngưỡng mộ những cái bạn mà gì? Học giỏi ấy. Đừng so sánh. Mình cứ ngưỡng mộ cho con nhà người ta đi, mình sẽ thấy con nhà mình tốt hơn. Rồi chúc phúc cho các bạn trẻ đi. Nhưng lại bảo là ôi rồi ôi, hôm nay được có 6 điểm thôi. Có nhìn thấy cái bạn kia không? Sao cùng học cùng lớp, ngồi cùng bàn mà người ta được 8 điểm, 9 điểm. Đấy là ngưỡng mộ hay là gì ạ? Ghen tị. Khi chúng ta ngưỡng mộ gì, chúng ta cũng lên gì cho con mình. Ok. Ngưỡng mộ chúng ta cũng gì, lên để cho con mình cũng biết cách ngưỡng mộ người khác, biết chúc phúc cho người khác, đúng không ạ? Đấy, chúng ta còn có thể biết ơn này. Đó, hồi hướng những việc tốt lành cho con. Ok. À, có một cái điều mà rất muốn chia sẻ với các anh chị, đó là cái gắn nhãn. Tuyệt đối không gắn nhãn con cái gì nghịch này, học toán kém này, học văn chán này, học tiếng Anh các thể loại không ổn, bất kỳ một hành vi nào của con không được gắn nhãn cho con. Không có nghĩa là hôm nay con nó không làm được bài toán sao, không có nghĩa là hôm sau nó không làm được bài toán sao. Kể cả 10 bài toán sao nó không làm được thì không có nghĩa bài 11 không làm được. Bởi vì chẳng có bài toán sao nào giống bài toán sao nào cả. Thứ hai, hôm nay con nó không biết rửa bát không có nghĩa là ngày mai không biết rửa bát, và không có nghĩa rằng sau đại học nó không biết rửa bát. Không được gắn nhãn con. Nếu có gắn nhãn thì phải gắn nhãn gì? Ôi bạn này đáng yêu thế, bạn xinh xắn thế, bạn này nhanh nhẹn thế, giỏi giang thế, đúng không ạ? Bạn này năng giúp đỡ mẹ thế. Hãy gắn nhãn con những cái điều tuyệt vời đó, chứ đừng gắn nhãn cái kia. Hãy khen con trước gì? Nghĩa là ghi nhận con trước mặt nhiều người là các anh chị đang gieo sỉ đấy. Kể với ông bà, ui, dạo này chịu khó học hành lắm.
dạo này ngoan lắm. Ôi dạo này còn giúp mẹ biết phơi quần áo rồi này, biết gấp quần áo này, tử tế với người khác này. Hôm trước con dạy cháu là hãy giúp đỡ người khác, bạn ấy làm được như thế này này. Anh chị có biết điều đấy làm gì không? Vừa gieo nhân tốt cho con lại vừa tạo hạnh phúc cho những người xung quanh. Mà cứ thấy mặt con mình ở trước mặt ông bà chẳng hạn, khen nó một câu, ghi nhận nó một câu, lần sau á thì con nó mới phát triển lên chứ. Chứ cứ trước mặt ông bà mình cứ chê, nó đến nhìn thấy ông bà nó cũng chán. Lúc nào cũng chê, ai thích, đúng không? Thế mà chúng ta làm việc đó y hệt cho con chúng ta đấy. Nên là bây giờ các anh chị phải gắn nhãn điều đó. Nếu như nó cái gì, ngày xưa mà nó làm vỡ cái gì đó thì sao ẩu thế, đoảng thế, bây giờ phải là gì? Sao không cẩn thận thế con? Không, cộng với cái mình muốn. Không được nói những cái lời là gì? Ẩu thế, đoảng thế. Là gieo nhân đấy. Phải là gì? Không cẩn thận. Không chu đáo. Cái gì nữa? À, không sạch sẽ chứ đừng có nói bẩn. Sao con không sạch sẽ thế? Sao con không ngăn nắp thế? Rồi dùng thì bị động nhá. Quần áo chưa được phơi đấy con. Bài tập chưa được làm đấy. Cơ thể chưa được tắm đấy. Đồ ăn thì đi. Đồ ăn đang chờ con đấy. Bố mẹ đang chờ con xuống ăn đó. Đừng giục nữa. Hãy nói về những cái điều đó. Con nó sẽ biết là mình đang nói về cái gì. Rồi gì? Chăm ôm con một chút. Chăm ghi nhận con một chút. Chăm nói lời yêu thương. Chăm giúp đỡ con và cho con giúp đỡ mình. Khi mà con giúp đỡ mình là mình phải ghi nhận luôn. May mà có con nên hôm nay cái việc này nó thuận lợi này. May mà có con hôm nay mẹ làm việc này vui này. May vì có con gì mà mọi thứ nó sạch sẽ này. Thôi chúng ta sẽ học nói sau đúng không ạ? Có hẳn một bài học nói luôn. Rồi, ok, thì chúng ta kết thúc ở đây hôm nay nhé các anh chị. Lại quá giờ rồi. Xin lỗi các anh chị. Nói bao nhiêu cũng không thấy đủ đúng không?